em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ thực hiện một cái video nói về cái cấu tạo và cái nguyên lý hoạt động của cái bơm cabin này, hay được gọi là cái đội cabin. Thì các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Thì mình cũng có bán một số cái bộ siêu phết để mình thay vô cái bơm đội này. Thì các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình. Các anh em nào xem video mà chưa bấm đăng ký kênh, hãy bấm đăng ký. Và mình sẽ hẹn một cái video lần sau, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cái cách sửa chữa cái bơm đội cabin này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái cấu tạo và cái nguyên lý hoạt động của cái bơm cabin này cho tất cả các anh em mình biết. Thì về cấu tạo cơ bản, đây là cái lỗ mà chúng ta hãy đổ dầu. Khi mà xe chúng ta bị thiếu dầu thì chúng ta hãy châm dầu vào trong cái lỗ này. Và đây là cái cần gật lên gật xuống của người lái xe. Chúng ta bơm lên bơm xuống như thế này để cho cabin chúng ta đi lên hoặc là đi xuống. Đấy. Còn cái đây là cái cần điều khiển. Khi mà chúng ta chọn cái chế độ là đi lên đi xuống thì chúng ta hãy chọn vào cái cây này. Chúng ta quay lên quay xuống. Bên phía bên này là cái bình chứa dầu ha. Rồi, còn bên phía dưới này. Bên phía dưới này thì nó sẽ có hai cái đường ống dầu chính đi được đưa lên cabin. Đó là ống bên này và ống dưới này ha. Có hai đường. Cái đường này chỉ là cái đường để chúng ta đo áp thôi ha. Khi chúng ta đổi cabin lên thì một trong hai cái đường ống này thì chỉ có một đường ống là có dầu đi ra ha. Còn khi mà chúng ta muốn hạ cabin xuống thì hai cái đường ống này đều có dầu ra hết. Đó là cái nguyên lý hoạt động của nó. Và nó hoạt động như thế nào thì nó nhờ vào cái vân chia này. Đó là về cái phần cấu tạo bên ngoài ha. Và về bên trong thì bây giờ mình sẽ thấu bốn con lục giót này ra thì cái này mình sẽ biết được bên trong nó như thế nào ha. Rồi, đây chúng ta, đây là cái phần vỏ bơm. Vỏ đựng nhất thì nó mình để ra bên ngoài đây cho các anh em mình xem ha. Đấy. Thì cái cần này khi mà chúng ta bơm như thế này, đấy thì nó sẽ xoay. Nó sẽ xoay và nó sẽ kéo cái piston bên trong này. Bên trong này nó sẽ có một cái piston, nó sẽ được đẩy lên đẩy xuống ha. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Do cái này là mình cũng đã có thấu một phần để cho các anh em mình dễ nhìn thấy, cho nên mình lấy ra cho các anh em mình xem ha. Đây, bên trong cái piston này nó sẽ có một cái cup pen ha. Thì các anh em mình muốn mua cái cup pen này thì hãy liên hệ với bên mình là 038 9898 100. Mình sẽ bán nguyên cái bộ như thế này cho tất cả các anh em mình về thay. Đây là cup pen này, có siêu phết ở trong cái bộ này để cho chúng ta thay một bộ nó trọn vẹn lên cái bơm cabin này ha. Thì mình có bán cái bộ của xe Hovo này, có xe DU nè, có xe Hyundai nè. Các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình 038 9898 100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em ha. Đây mình để ra ngoài đó. Thì bên trong này nó sẽ có cup pen và nó sẽ khi mà chúng ta quay như thế này thì cái này nó sẽ lôi theo cái piston này, chúng ta nó chuyển động tĩnh tiến đi lên đi xuống. Đây là cái phần đường dầu hút này, nó sẽ có cái lưới lọc như thế này. Còn cái màu trắng này nó sẽ nằm vào vị trí chính giữa này luôn này. Thì nó là cái đường ống dầu hồi ha. Đấy, nó hồi về thùng chứa, về từ cái vỏ này này. Bây giờ mình sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động cho tất cả các anh em mình biết. Giờ mình sẽ lấy cái bộ chia này ra, quan trọng nhất là cái bộ chia này. Đây là cái phần bộ chia ha. Bên trong này nó sẽ có một cái viên bi. Và viên bi đó sẽ nằm trên cái lỗ này ha. Trong cái lỗ này. Và chúng ta bỏ thẳng vào thì nó sẽ lọt tuốt vào cái chỗ này ha. Nó lọt vào cái đường ống dưới này luôn. Chúng ta sẽ không nhìn thấy, nhưng mà nó sẽ nằm ở vị trí, tại vị trí này, viên bi này này. Đấy, nó sẽ nằm vị trí này. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào thì cho các anh em mình xem ha. Đấy, rồi. Ok, thì nó đã rơi xuống. Nó nằm bên phía trong này ha. Đây mình có thấy này. Cho nên mình thấy không? Nó nằm đây. Đấy, chúng ta lắp thì phải lắp cho đúng, chứ không khéo là chúng ta lắp nó bị sai thì nó sẽ không hoạt động được. Đấy. Còn đây là cái thanh chia dầu. Thì cái thanh chia dầu này nó hoạt động rất là đơn giản. Khi mà người lái xe chúng ta, khi mà chúng ta đội lên đội xuống thì chúng ta sẽ xoay cái cần này ha. Rồi, cái thanh này thì nó cấu tạo rất là đơn giản thôi. Thì
tinh cái thanh, nó chia làm hai cái buồng chính. Thứ nhất là buồng bên này là buồng ốp, buồng bên này là buồng chia vào ha. Thì buồng ốp là khi piston chúng ta chạy lên chạy xuống này, cái piston này nó di chuyển đi lên đi xuống thì sẽ tạo ốp, và ốp suất này nó sẽ đi vào cái hai cái lỗ này. Đây, vào hai cái lỗ này, và nó sẽ đi qua bên cái buồng bên này ha. Nhờ có một bên trong này nó sẽ có một cái viên bi và một cái lò xo bên trong này nữa, để mình thấu ra luôn cho tất cả anh em mình biết. Đấy, đây là một cái lò xo ha. Đấy, một viên bi. Đây, đây là một viên bi này. Đấy, ta để ở đây luôn. Rồi, thì khi mà buồng bên này nó có ốp thì nó sẽ đi qua bên cái buồng bên này, nó sẽ nén được cái viên bi này này, nén cái lò xo này lại thì nó sẽ cho dầu đi qua bên cái buồng bên này. Và khi cái buồng bên này ốp xuất câu thì nó sẽ đẩy viên bi có xu hướng về phía bên này, thì có nghĩa rằng là cái viên bi này sẽ cho dầu đi một chiều, có nghĩa dầu từ buồng này qua buồng này thôi, còn buồng này qua buồng này không cho đi. Khi mà dầu chúng ta thông từ buồng này qua buồng này rồi thì nó sẽ chia ra ba cái lỗ này ha. Chia ra ba cái lỗ này, ba lỗ này đều có ốp cả. Thì khi mà chúng ta xoay, khi người lái xe xoay như thế này, cái lỗ nào đây, chúng ta để như thế này chúng ta xoay ha. Các anh em mình thấy này, ví dụ như chúng ta xoay theo tại vị trí này thì cái lỗ này thông với cái ống này sẽ có dầu đi ra, cái ống này nó sẽ thông với cái lỗ này thì nó cũng sẽ có dầu nó đi ra. Còn chúng ta xoay một cái ốp đi đó, thì cái lỗ này nó sẽ thông với cái đường ống này, thì chỉ có một đường ống này có dầu thôi, đường ống này không có dầu. Khi mà chúng ta bơm cabin lên thì chỉ có một đường ống dầu có dầu thôi, còn lúc mà chúng ta hạ cabin thì bắt buộc là hai cái đường ống chúng ta nó phải có dầu. Một đường dầu thì nó sẽ cho lên cabin, một đường dầu nó sẽ kích để mở cái vân an toàn tại chân cabin. Bây giờ mình sẽ nói về cái cách thức nó hoạt động. Khi mà cái piston chúng ta đi lên đi xuống như thế này thì bên trong này cái viên bi ở cái đường hút này nó sẽ được đi lên và nó sẽ hút cái lượng dầu chúng ta đi vào bên trong. Và sau khi piston chúng ta đi xuống thì cái viên bi này nó sẽ đóng lại và đóng kín lại, không cho dầu hồi về, và nó sẽ tạo ra một cái lượng ốp. Thì cái lượng ốp đó nó sẽ đi vào trong cái đường này, nén cái viên bi bên trong này để cho dầu nó qua bên cái buồng bên này. Khi mà người lái xe chúng ta chọn cái chế độ mà xoay đi, có cái lỗ này này mà nó trùng với cái lỗ nào trên cái đường ống ra này thì đường ống đó nó sẽ có dầu. Rồi sau khi mà có pin chúng ta mà nó đã đi lên rồi thì sẽ có một đường ống dầu hồi về. Ví dụ đây là cái vị trí bơm lên nè, thì đường ống này nó sẽ có dầu hồi ra, đúng không? Thì cái đường ống này đường hồi về thì nó sẽ đi vào trong cái buồng này luôn, và nó sẽ đi ra cái lỗ này, ra tại cái lỗ của vị trí này, nó đi ra ngoài cái bình chứa dầu này. Còn khi mà chúng ta hạ cái pin xuống, bắt buộc là chúng ta xoay cái chiều của cái thanh này nó quay như thế này, thì hai cái lỗ này đều có dầu. Đó, thì một đường ống thì nó vào kích cái pin, còn sau khi mà nó kích được rồi thì nó sẽ có một đường hồi dầu về và nó đi ra ngoài đường này, đi ra cái buồng này luôn, và nó sẽ đi quay về cái lỗ này. Đó là cái về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái bơm cabin này. Thì các anh em mình muốn mua cái siêu phết mà để chúng ta về chúng ta thay như thế này thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100, thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em và mình sẽ gửi hàng cho tất cả các anh em. Thì mình có bán cái dòng xe của Hovo này, dòng xe Chen Long này, dòng xe Hyundai này, Deu này, đấy, Hino này. Các anh em mình cần thể liên hệ với bên mình. Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp ích được tất cả các anh em.